cho anh thì đừng giận anh nữa. Sau 14 năm không cùng nhau đứng trên sân khấu, ca sĩ Tuấn Hưng và ca sĩ nhạc sĩ Duy Mạnh sẽ có đêm diễn tái hợp với chủ đề Anh em kết đoàn vào tối thứ Bảy 21 tháng 9 này tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Tam Đảo Vĩnh Phúc. Chương trình thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận vì chưa biểu diễn đã giúp quyên góp ngay 3 tỷ đồng chuyển tới Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để trợ giúp đồng bào vùng bão lũ. Hưng với anh Mạnh chẳng nghĩ về những cái hay đùa cợt với nhau ở trên Facebook đâu. Mà hai anh em bây giờ chỉ đang nghĩ một điều duy nhất là những gì mình đang đóng góp được cho cộng đồng, đấy mới là điều quan trọng. Cái mà mình hạnh phúc nhất đó là mình và em Tuấn Hưng ấy cùng đóng góp một cái phần nhỏ công sức lan tỏa những cái thông điệp tích cực và những điều tốt đẹp nhất, và mong muốn là mọi người sẽ cùng ủng hộ đồng bào bão lũ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe thêm những chia sẻ của nghệ sĩ Duy Mạnh và Tuấn Hưng về live show ý nghĩa này, cùng những tâm sự về mối quan hệ đầy thăng trầm sóng gió của hai anh em với biệt danh Duy Trêu và Tún Dỗi trong chuyên mục Chat với người nổi tiếng, phát sóng lúc 17:05 chiều thứ Bảy 21 tháng 9 trên kênh thời sự VV1, trực tuyến trên trang web vv1.vov.gov.vn. Hãy cùng đứng lên là niềm kiêu hãnh của